Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ của Tỉnh đoàn Nghệ An số tháng 4 năm 2018. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 3, khóa 17, tổng kết tháng thanh niên năm 2018. Lễ phát động hưởng ứng giờ trái đất năm 2018. Tỉnh đoàn Nghệ An ra quân phòng chống cháy rừng, phát quang đường băng cản lửa và thu gom thực bì đợt 1 năm 2018. Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Sáng ngày 11 tháng 4, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 khóa 17, tổng kết tháng thanh niên năm 2018, kiện toàn Hội đồng đội tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong tháng thanh niên năm 2018. Với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo, dựng xây đất nước, tháng thanh niên năm 2018 của Tuổi trẻ Nghệ An đã đạt kết quả toàn diện trên các nội dung chỉ tiêu đề ra. Chất lượng và hiệu quả các hoạt động không ngừng được nâng cao. Nhiều công trình, sản phẩm cụ thể được thực hiện góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Có nhiều hoạt động mới, sáng tạo, tạo dấu ấn và lan tỏa trong xã hội, tạo sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và đông đảo nhân dân, các lực lượng xã hội, làm sáng rõ được chủ đề của tháng thanh niên năm 2018. Công tác tuyên truyền kịp thời, cập nhật thường xuyên, nhiều cá nhân tập thể, việc làm tiêu biểu được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh và trung ương. Hội nghị cũng đã lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2018. Nhiều ý kiến xây dựng đối với các nội dung, trong đó đề nghị chú trọng hơn đến các công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn, công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đoàn tham gia xây dựng đảng. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao bằng khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2018, trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho 15 tập thể, 4 cá nhân, bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên cho 20 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Mùa Đông Ấm 2017 và Xuân Tình Nguyện 2018. Sáng ngày 24 tháng 3, Tỉnh đoàn Nghệ An đã chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động hưởng ứng giờ trái đất năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Với khẩu hiệu "Hôm nay tôi sống xanh hơn", đây là năm thứ 8 Nghệ An tham gia hưởng ứng giờ trái đất. Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thế hệ trẻ, về những ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng biến đổi khí hậu và các giải pháp để giảm thiểu tác động. Ngay sau buổi lễ phát động, hơn 200 bạn đoàn viên thanh niên thành phố Vinh đã biểu diễn tiết mục nhảy Flash Mob hưởng ứng giờ trái đất năm 2018. Cùng ngày, trên địa bàn toàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động tích cực của thanh niên tỉnh Nghệ An hưởng ứng giờ trái đất năm 2018, như tổ chức đạp xe diễu hành qua các tuyến phố trên địa bàn thành phố Vinh, đi bộ tuyên truyền giờ trái đất, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh. Sáng ngày 21 tháng 4, tại khu mộ vua Mai Hắc Đế, xã Vân Xuyên, huyện Nam Đàn, Tỉnh đoàn phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức lễ phát động phòng chống cháy rừng và thu gom thực bì đợt 1 năm 2018. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Tiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh ba nội dung để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng năm 2018, đó là tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên và thanh thiếu nhi. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên hãy hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ gây ra cháy rừng, thành lập các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Sau lễ phát động, hơn 700 đoàn viên thanh niên đã thực hiện phát quang thực bì, thu gom vật liệu dễ cháy ra khỏi rừng, tu bổ quét dọn và làm các đường băng cản lửa theo sơ đồ khảo sát và cắm mốc sau khi thống nhất giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, huyện đoàn Nam Đàn và Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đàn. Phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ, trong thời gian qua, đoàn viên thanh niên tại nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh như các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên đã triển khai mô hình rửa xe, gây quỹ từ thiện.
Hoạt động được triển khai chủ yếu vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần hoặc theo đợt. Địa điểm và dụng cụ rửa xe được huy động từ số tiền tự đóng góp của đoàn viên thanh niên và vận động người dân kêu gọi các doanh nghiệp chung tay ủng hộ. Toàn bộ kinh phí thu được đều được dành tặng các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hoạt động của tuổi trẻ đã được bà con nhân dân tích cực ủng hộ. Tính đến nay, hơn 200 triệu đồng từ hoạt động rửa xe gây quỹ đã được trao tặng cho các gia đình khó khăn. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn. Sáng ngày 10 tháng 4, huyện Đoàn Tân Kỳ tổ chức chương trình Bát Cháo Nghĩa Tình tháng 4. Tham dự hoạt động của tuổi trẻ huyện nhà có đồng chí Phan Văn Giáp, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban huyện ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát huyện, Thường trực huyện đoàn cùng cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Tại chương trình đã có hơn 150 suất cháo đến với các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Kinh phí nấu cháo trong đợt này do các cán bộ, đảng viên, đảng bộ cơ quan huyện ủy Tân Kỳ tiết kiệm chi tiêu cá nhân hàng tháng, ủng hộ chương trình Bát Cháo Nghĩa Tình. Theo kế hoạch, trong năm 2018, huyện đoàn Tân Kỳ sẽ tổ chức nấu và phát trên 6.000 bát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Đô Lương, 19 tháng 4 năm 1963, 19 tháng 4 năm 2018, tối ngày 10 tháng 4, huyện đoàn Đô Lương tổ chức chung kết hội thi Nữ Thanh niên Thanh lịch Đô Lương. Tới dự có đồng chí Chu Đức Thái, Phó Bí thư tỉnh đoàn, đồng chí Ngọc Kim Nam, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân. Trải qua các vòng thi sơ khảo, trung khảo tại 3 cụm thi trên địa bàn, 15 thí sinh xuất sắc nhất đã có mặt tại đêm chung kết. Kết quả chung cuộc, danh hiệu Hoa Khôi đã thuộc về thí sinh Trần Thị Thành, đơn vị xã Bồi Sơn. Ngày 11 tháng 4 năm 2018, huyện đoàn Quỳ Hợp chỉ đạo thành lập và ra mắt chi đoàn trường mầm non Mặt Trời. Đây là chi đoàn doanh nghiệp tư nhân thứ hai trên địa bàn huyện Quỳ Hợp được thành lập. Chi đoàn gồm 13 đoàn viên với độ tuổi từ 24 đến 27, với ban chấp hành chi đoàn lâm thời có 3 đồng chí. Với việc thành lập và ra mắt ban chấp hành chi đoàn lâm thời, trường mầm non tư thục Mặt Trời đã nâng tổng số chi đoàn trực thuộc đoàn xã Minh Hợp lên thành 27 chi đoàn. Và cũng trong thời gian tới, huyện đoàn Quỳ Hợp sẽ chỉ đạo thành lập và ra mắt chi đoàn công ty cổ phần khám chữa bệnh Đoàn Kết. Sáng ngày 14 tháng 4, huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi Tin học trẻ huyện Nghĩa Đàn lần thứ tư năm học 2017-2018 tại trường trung học cơ sở thị trấn Nghĩa Đàn. Hội thi có 40 thí sinh tham gia, trong đó có 29 thí sinh khối tiểu học, 11 thí sinh khối trung học cơ sở. Các thí sinh phải trải qua hai phần thi là lý thuyết và thực hành với tổng thời gian là 130 phút với các kiến thức về máy tính, hệ điều hành, thiết kế logo, giải toán. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho em Tạ Đình Lương, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở Hồng Minh, một giải nhì, một giải ba và 4 giải khuyến khích. Sáng ngày 15 tháng 4, Ban Thường vụ huyện đoàn Yên Thành đã tổ chức lễ ra quân phòng chống cháy rừng và thu dọn thực bì, phát đường băng cản lửa năm 2018 tại khu vực rừng Động Dậy, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Sau lễ phát động, hơn 200 đoàn viên thanh niên đã thực hiện phát quang gần 2 km đường băng cản lửa, thu gom xử lý thảm thực bì tại các khu vực dễ xảy ra cháy. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có rừng thành lập các đội thanh niên xung kích, thường xuyên tuyên truyền đến tận đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân, ký cam kết với các em học sinh trong nhà trường khi nghỉ hè, đặc biệt tổ chức thu gom và phát đường băng cản lửa, bảo đảm không để xảy ra cháy rừng trong mùa hè 2018. Sáng ngày 17 tháng 4, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Na Ngoi và bà con nhân dân bản, chính quyền địa phương xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn đã giúp đỡ ngày công, vật liệu xây dựng, dựng nhà cho gia đình anh Mong Búa Khăm. Anh Mong Búa Khăm sinh năm 1973 ở bản Tăng Phăn, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, đã ngót chục năm thuộc diện hộ nghèo, nhà cửa mối mọt, xuống cấp trầm trọng. Với sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân, gia đình anh đã sớm có căn nhà mới. Hoạt động vừa củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, vừa thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ huyện đoàn Thanh Chương đã chỉ đạo tổ chức hội thi Khi tôi 18 tại trường trung học phổ thông Thanh Chương 1 dành cho gần 1.400 đoàn viên thanh niên trường học. Hội thi có sự tham gia của 4 đội thi là các em học sinh của trường. Các phần thi được tổ chức thiết thực, bổ ích, hình thức phù hợp
và tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có sân chơi để thể hiện năng khiếu của bản thân. Thông qua hội thi nhằm góp phần bồi dưỡng kiến thức, giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật, hỗ trợ trang bị kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, vị thanh niên vững vàng, thực thi quyền và nghĩa vụ công dân khi đủ 18 tuổi. Chiều ngày 23 tháng 4, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoàng Mai đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên Phát triển Kinh tế thị xã Hoàng Mai. Câu lạc bộ gồm 19 thành viên, trong đó chủ nhiệm câu lạc bộ lâm thời là đồng chí Nguyễn Thành Trung, giám đốc công ty thực phẩm sạch Auriga. Tham gia lễ ra mắt còn có đại diện phòng kinh tế thị xã, ban thường vụ thị đoàn Hoàng Mai cùng các điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn thị xã. Tại chương trình đã đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế của thanh niên giai đoạn 2013-2018, thảo luận, trao đổi những khó khăn, đề xuất tâm tư nguyện vọng của các chủ mô hình. Tại đây, đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã trao đổi những vấn đề cụ thể về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn cũng như có những cơ chế chính sách phát triển kinh tế cho thanh niên trong thời gian tới. Chiều ngày 23 tháng 4, Ban Thường vụ huyện Đoàn Nghĩa Đàn đã phối hợp với Trung tâm Dân số huyện tổ chức hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên bằng hình thức hội thi rung chuông vàng tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú, Trung học Cơ sở Nghĩa Mai. Thông qua các câu hỏi liên quan đến những vấn đề thường gặp của tuổi vị thanh niên nhằm giúp các em có được những kiến thức cơ bản về tuổi vị thanh niên, tình bạn khác giới và tình yêu, sức khỏe sinh sản tuổi vị thanh niên, những kiến thức cơ bản, hiểu biết về sự phát triển tâm sinh lý độ tuổi dậy thì, tình bạn cũng như những kỹ năng sống để các em tự tin vững bước vào cuộc sống và tránh được những hậu quả khôn lường có thể xảy đến với mình. Ngày 24 tháng 4 tại Trường Trung học Cơ sở Hạnh Thiết, Ban Thường vụ huyện Đoàn Quỳ Châu đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi năm 2017-2018. Tham gia hội thi có 8 thí sinh là chỉ huy đội các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Hội thi là dịp để bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy đội, tạo điều kiện để các em tìm hiểu kiến thức, trao dồi nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng công tác đội, tạo sân chơi lành mạnh để các em được giao lưu, học hỏi, kinh nghiệm và phát huy tinh thần sáng tạo trong phong trào thiếu nhi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh. Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai 2, Ban Thường vụ Thị đoàn Hoàng Mai tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên với Văn hóa Giao thông năm 2018. Tại ngày hội, Ban Thường vụ Thị đoàn Hoàng Mai đã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình thanh niên thị xã với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gồm 13 đội hình thanh niên tình nguyện, trao tặng các vật dụng đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các đội hình. Cũng trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền an toàn giao thông, phân làn, phân luồng an toàn giao thông và cách bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông xảy ra, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tổ chức hoạt động trò chơi thi lái xe vòng số 8 cho các đội hình thanh niên tình nguyện, các cơ sở đoàn, phối hợp với công an, cảnh sát giao thông thị xã tổ chức diễu hành tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện, các cơ sở đoàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm nóng thường xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã. Bản tin tuổi trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào địa chỉ website www.tinhđoanngheian.vn hoặc địa chỉ Facebook Tỉnh đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.